Ok, hả, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình là Gà đây. Và hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách sinh tồn và tiêu diệt rồng một cách cực dễ trong Minecraft mà các bạn chưa biết. Thì chắc chắn thì chúng ta phải dùng Datapack rồi đúng không? Rồi, link Datapack thì mình để dưới phần mô tả cho các bạn cài vào test nha. Lát nữa mình sẽ gọi là giới thiệu cách để giết con rồng Ender cực kỳ nhanh và bằng sinh tồn mọi người, không phải là dùng sáng tạo bay ba rồi giết rồng đâu. Cái đó thì ai làm chả được đúng không? Còn cái này chúng ta sinh tồn rồi sau đó tự chúng ta giết rồng luôn, nhưng mà giết một cách easy đó. Rồi, thì các bạn theo dõi từ đầu tới cuối video luôn nha, đừng có tua nha. Đấy, tua hết hấp dẫn rồi, chúng ta phải coi từ từ. Rồi, và rất là nhiều bạn hỏi mình cách cài Datapack như thế nào, thì các bạn có thể lên YouTube rồi gõ cách cài Datapack Minecraft cho các bạn học. Các bạn cài đó rất là dễ luôn, mình cũng học trên YouTube chứ đâu. Rồi, nhiều bạn bảo anh hãy làm một video hướng dẫn cài Datapack đi. Cái này làm gì nữa đúng không mọi người? Thì trên YouTube có đầy mà, các bạn lên đó các bạn tìm đó. Rồi, hôm nay mình sẽ đồng hành cùng Lucky và thế giới thường ngày review của mình. Chứ mình sẽ không tạo một thế giới mới nha mọi người. Tại vì tạo thế giới mới thì mình sẽ hơi gặp khó khăn một chút quá mọi người. Đấy, kế bên kia là một khu làng, cho nên là rất là dễ để mà chúng ta vào địa ngục rồi làm vài số thứ. Đấy, bí mật nhà lát nữa các bạn sẽ biết. Rồi, hôm nay là mùng 2 Tết thì mình chúc các bạn mùng 2 Tết nhận nhiều lì xì và vui vẻ hạnh phúc với gia đình nha. Đấy, bây giờ mình sẽ bắt đầu sinh tồn luôn. Đầu tiên thì mình sẽ chặt gỗ rồi sau đó làm cúp các kiểu nha. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ chặt gỗ này. Ơ, chết rồi. Quên mọi người à, mình bỏ lại Lucky. Rồi, mình sẽ chặt gỗ, sau đó làm dụng cụ. Sau đó mình sẽ chạy qua làng. Đấy. Rồi, sau đó chúng ta sẽ kiếm vài số thứ. Đầu tiên là vàng này. Rồi, cần câu nha mọi người. Đấy, đặc biệt là cần câu nha. Datapack này cần câu rất là quan trọng. Nếu mà các bạn không có cần câu thì các bạn sẽ không được nhiều thứ để mà chúng ta tiêu diệt rồng một cách dễ đâu mọi người à. Đấy, bí mật, lát nữa các bạn sẽ biết. Rồi, bây giờ mình sẽ xuống phía này để lấy đá nha mọi người. Phía này có than luôn, rất là tiện. Mình sẽ chế tạo cúp, rồi sau đó thì chúng ta sẽ đập đá. Rồi sau đó thì mình lên thời kỳ đồ đá, rồi làm vài số thứ nữa đúng không mọi người. Sinh tồn mà thiếu cái vụ này thì không phải là sinh tồn đúng không? Đây không phải là thế giới núp nha mọi người, không phải là thế giới núp hay là thế giới cực dễ đâu. Đây là thử thách sinh tồn và tiêu diệt rồng bình thường thôi. Đấy. Ok, mình đã đủ đá rồi, bây giờ mình sẽ crafting thêm này. Đây, chúng ta sẽ chế tạo cúp đá, rìu, kiếm, sẻng. Rồi, không thiếu một cái lò nung ha. Rồi, sau đó thì mình sẽ tới khu vực này, mình đào một tí than để mình làm đuốc. Đó, một cục cũng được, miễn sao cầm trên tay nó phát sáng, chúng ta có thể xuống hang một cách an toàn và thấy được ánh sáng dưới hang. Ấy, phía này có gì không ta? Để xem, chắc chắn nó sẽ có than. Ồ, may mắn vãi mọi người, có sắt luôn, khá là xịn. Hơn 4 cục sắt, ok. U, 6 cục à. Xịn nha. Rồi, đi thôi, ok. Thế là mình đã có sắt luôn mọi người ạ. Và mình sẽ đi qua làng. Đấy, chúng ta cần vài số thứ ở bên làng á mọi người. À, có heo luôn. Và chúng ta phải giết heo để lấy thịt nha mọi người. Đây, heo bình thường nha. Các bạn đừng có hiểu lầm là mình giết heo mà nó rơi một stack thịt hay gì. Không có vụ này đâu. Đấy, mình nói rồi. Đây là thử thách sinh tồn giết rồng cực dễ, chứ không phải là thử thách sinh tồn nớp mà đất nó sẽ rơi chúng ta táo vàng cái kiểu nha. Đừng có nhầm lẫn. Đấy. Rồi. Ái chà chà. Để coi chúng ta có gì đây. Chúng ta có một đống rơm mọi người à. Các bạn biết rơm nó sẽ cung cấp gì cho mình đúng không? Các bạn thích thì các bạn có thể đổi dân làng lấy emerald. Nhưng mình không thích, mình không cần emerald. Bây giờ mình sẽ lấy rơm và sau đó mình chế tạo bánh mì mình ăn. Không cần phải nung thịt lên, mất thời gian đúng không mọi người. Đây, chúng ta đặt crafting ra ngoài này. Sau đó chế tạo kiện rơm. Từ kiện rơm chúng ta chế tạo thành lúa. Sau đó chúng ta chế tạo bánh mì. Ây, được rồi, mình không cần thêm đâu. Ui, phía kia có một cánh cổng nha. Ngon, ngon, ngon. Có cánh cổng thì chúng ta có thể vào địa ngục được rồi mọi người à. Xịn nha. Bây giờ thì mình sẽ lên đây tìm có thử có dân làng thợ rèn không. Hình như đây không có dân làng thợ rèn mọi người. Ui, làng thì thả rong bò đóng vậy. Ở đây chúng ta có dân làng bắn cung. Ở đây thì chúng ta có dân làng nông dân. Rất là nhiều lúa luôn mọi người à. Nếu mà các bạn muốn trao đổi với dân làng nhiều á thì các bạn nên tới mấy cái dân làng như vậy nè, lúa nó sẽ rất là nhiều luôn. Và ở đây có một cái chết cùng với lại một cái cổng địa ngục sắp hoàn thành rồi mọi người ạ. Nó chỉ thiếu hai block hắc nhìn thạch nữa thôi. Đây, chúng ta có một chế tạo vàng. U, có kiếm này, có kiếm vàng luôn, xịn. Ô, hạt sắt. Rồi bây giờ mình sẽ đặt cái lò nung ra, rồi sau đó mình sẽ nung sắt lên. Ở đây chúng ta có một cục vàng nhưng mà mình đặt không được, mình phải cần có cúp sắt. Rồi, như đây gỗ là đủ rồi mọi người, hai cục vàng luôn, xịn vậy. Ôi. Đấy, bỏ vào đây. Rồi, đã có sắt.
Bây giờ chúng ta sẽ đặt graphene ra ngoài. Ta sẽ bỏ hạt sắt vào để chế tạo thêm khối sắt. Sau đó mình sẽ chế tạo cúp sắt này, ngon chưa mọi người? Rồi, sau đó mình sẽ đập cục sắt. Đập cục vàng chứ lộn. Tự nhiên đập cục sắt. Rồi, đập thêm một cục ở phía trên nữa. Nó không rơi xuống đúng không? Mình nhảy lên mình nhặt nè. Đây, mình sẽ đập, mình sẽ bọc đá, mình nhảy lên mình nhặt cục vàng luôn. Đó, rồi, chúng ta đã có 2 cục vàng. Đổi ra chúng ta có 18 cục vàng luôn. Quá xịn. 18 phôi chứ sao nói cục được. Hơi lộn một tí các bạn à. Đó, bánh mì, táo vàng đều có hết. Rồi, sắt thì chúng ta cũng nung thành công luôn mọi người à. Bây giờ thì chúng ta cần gì các bạn biết không? Cần sợi chỉ để làm cần câu. Sợi chỉ thì các bạn đợi nha, trời nó sắp tối đó. Chúng ta sẽ cố gắng đi diệt vài con nhện để mà lấy sợi chỉ. Làng thì có giường rồi, chúng ta giết nhện xong sau đó lấy sợi chỉ vào dân làng ngủ thôi đúng không? Rồi, let's go. Màn đêm đã buông xuống rồi mọi người à, tuyệt vời tuyệt vời. Lucky thì đang háo hức xem mình giết con rồng như thế nào mà bảo dễ đó. Đi theo mình để hóng gọi là chủ nhân hôm nay bảo là cách để giết rồng cực dễ, nhưng nãy giờ không thấy, dài dòng quá. Từ từ Lucky à, yên tâm. Rồi bây giờ thì chúng ta tìm nhện thôi. Nhện thì nó cũng dễ phát hiện lắm mọi người à. Các bạn nhìn phía xa mà thấy cái con mắt nó đỏ đỏ là con nhện ấy. Nhưng mà mình dùng shader, đây nó này mọi người, mình dùng shader nên là mắt con nhện nó không có phát sáng được, nó hơi kỳ một xíu, các bạn thông cảm. Ồ, 2 con luôn, trời ơi quá xịn. Phải rơi ra sợi chỉ nha. What? What? Nhện nó không rơi ra sợi chỉ các bạn à. Quen, mình suy nghĩ lại đã. Ủa, tại sao nhện nó không rơi ra sợi chỉ ta? Uầy, tác giả chôn rồi mọi người à. Tác giả biết là mình cần dùng sợi chỉ để làm cần câu á, cho nên là tác giả đổi con nhện thành cây que luôn rồi. Ủa, what the hell? Ây da, sorry Lucky. Ủa, kỳ vậy ta? À, vãi thật. Có sợi chỉ mọi người à, do mình xui thôi. Thôi bây giờ mình ngủ đi mọi người. Rồi, mình đi ngủ. Ok, ui, Ripper kìa đáng sợ vậy. Rồi, bây giờ thì chúng ta cần wrapping table mọi người à. Ui, dân làng mắc dậy vậy. Đi ra ngoài, mình sắp tới cái cửa rồi, đóng cửa cái bật cái là mình đập đầu vào cửa luôn, phúc nạn không? Rồi, nói chung á, là khi các bạn gặp nhện á, thì nhện nó sẽ giết nhện á, nó sẽ rơi ra sợi chỉ cùng với lại là que luôn. Chứ không phải là nó không rơi ra sợi chỉ, do hồi nãy mình xui thôi. Đây, bây giờ mình sẽ chế tạo cần câu cá này mọi người. Wow, cây cần cực xịn. Ôi, các bạn biết câu như nào không? Bây giờ các bạn chỉ cần bỏ câu lên, đó, các bạn sẽ được đồ. Xịn vãi. Oh my god. Cuộc netherite sắc bén một cái gì vậy? Đùa với nè mọi người. Trời ơi, 36 sức tấn công. 4 tốc độ tấn công. Cái này gọi là lưỡi hái tử thần mất tiêu rồi. Rồi mình được một cái quần. Oh my god. Yeah, một cái quần cực kỳ xịn. Rồi bây giờ tiếp tục câu nha, câu full bộ luôn đó các bạn nhìn nè. Đó, táo vàng cái kiểu này, giáp giày quần. Rồi mình thiếu một cái mũ nữa mọi người à, thiếu một cái mũ. Căn câu của mình đâu? Đây khoan, nước nó tự đóng băng luôn. Chân lạnh cực kỳ mạnh luôn. Trời, cái gì vậy? Khối netherite mọi người à, trời ơi là trời. Đùa mình đó giờ, bây giờ mình sẽ update lên đồ netherite nha. Rồi câu thêm này, mình tháo cái quần lạnh nha, cái giày lạnh chứ nhầm. Mình thiếu cái mũ thôi mọi người ơi. Ôi, đồ cả đống luôn, trời ơi là trời. Đùa mình hả trời. Cái cúp kim cương đâu? Nói chung là đồ nó bị vỡ, nhưng mà nó cực kỳ xịn luôn. Xịn rất là nhiều luôn. Sách được phù phép nè ní. Sách được phù phép không có cái gì luôn. Rồi bỏ mấy thứ linh tinh đi đã. Kiếm này đó, bỏ hết. Rồi mình thiếu cái mũ mọi người ơi, nó không cho mình cái mũ tha. Thôi kệ đi, như vậy là được rồi mọi người, không cần mũ đâu. Mình rất là nhiều đồ rồi, trời ơi, cả táo vàng luôn. Đấy, các bạn thấy cần câu xịn chưa? Các bạn thấy cần câu cá xịn chưa? Cái kèn nè mọi người, đây. Cái quan trọng nhất của chúng ta đó là cây kèn. Kèn này thì rất là các bạn sẽ biết. Rồi bây giờ thì mình sẽ vào dân làng. Cái bàn đó làm như nào? À đúng rồi, mình còn sắt mà đúng không? Đúng rồi, mình còn sắt mà. Hình như mình bỏ sắt rồi thì phải á. Ôi no. Mình cần cái bàn nâng cấp đồ á mọi người. Cái này không phải sắt rồi. Sắt nó nằm ở đâu vậy ta? Ở cái mũ kia. Rồi mang cái đôi giày vào. Rồi sau đó mình lại, đấy sắt rồi. Đây, yeah, chúng ta đã có sắt mọi người ơi.
U bên kia còn táo vàng. Ui khối netherite. Trời ơi giàu quá mọi người ạ. Lần đầu tiên mà mình cầm phô netherite bằng sinh tồn mà trên tay có đóng vô luôn á. Bây giờ thì chúng ta chặt gỗ này. Mình chặt gỗ để làm cái bàn rèn nè mọi người. Đấy, nâng cấp giáp netherite thì các bạn cần phải có bàn rèn nha. Đây, chế tạo như này. 4 gỗ và 2 sắt. Đấy, các bạn sẽ được bàn rèn. Sau đó các bạn tháo đồ ra. Sau đó các bạn nâng cấp lên thôi. Ấy, xịn liền. Tuyệt vời cú mèo luôn. Quá là xịn luôn. Rồi, bây giờ thì chúng ta thiếu hắc diện thạch đúng không? Hắc diện thạch. 1, 2, 3, khoan. Mình đào cục này. Trời ơi. Đào hắc diện thạch nè mọi người. Đùa mình hả trời. Rồi, đập cục này ra luôn. Đó, lắp này vào. Ba lóc. Mình thiếu rất là nhiều hắc diện thạch mọi người ơi. Không đủ rồi. Đó, bây giờ thiếu hai cục hắc diện thạch. Mình tìm ở đâu đây? Nếu mà có dân làng á, dân làng thợ rèn á mọi người, thì chắc chắn là ổng sẽ có rất nhiều hắc diện thạch luôn. Tại vì cái database nó nói vậy á. Rồi, mình đã có bật lửa luôn này. Nhưng mà mình thiếu hai cục hắc diện thạch. Mình sẽ đi vòng vòng đây coi thử có lava hay không. Hình như mình hết sắt rồi phải. Đúng rồi, mình hết sắt rồi mọi người ơi. Thôi, bây giờ là mình sẽ chơi liều đào thẳng xuống đi. Đào thẳng xuống này coi thử có lava hay không. Ui, đào nhanh cực kỳ luôn. Mình nghe tiếng lava rồi. Cúp này đào nhanh quá. Đây rồi, lava tươi mát đây rồi mọi người ơi. Một dòng lava tươi mát. Lucky cẩn thận nha. Trời ơi, mày chưa coi tao giết rồng mà mày chết là toan á. Biết vậy mình để Lucky phía trên rồi. Nói chung là thấy lava nhưng mà không phải hắc diện thạch mọi người ơi. Mình cần hắc diện thạch cơ chứ không phải là lava. Ôi, phải sợ vậy. Ôi. Rồi, một cục, hai cục. Đấy, đây là cách chúng ta đập hắc diện thạch nha mọi người. Cảm giác thật tuyệt vời mọi người à. Mình không biết tại sao nữa. Quá xa đã luôn. Này, đập hắc diện thạch như là mình đang khai thác đá mà cứ hiệu suất 5 vậy. Chả hiểu kiểu gì. Rồi bây giờ mình lên phía trên nha mọi người. Quá là xịn rồi. Đây, còn là cái khu mỏ bo hòn nha. Mình đi sâu xuống phía dưới này rồi. Ripper này mọi người. Ôi trời ơi. Nó nổ mình kìa. Quăng ra một khúc luôn mà mình không xi nhê luôn á. Đây. Ê Lucky, Lucky, Lucky. Trời ơi Lucky ơi. Tí chết mọi người ạ. Đây, thịt này. Đấy, ăn vào. Rồi. Đi lên trên thôi mọi người, để sợ vậy. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt mấy thứ không cần thiết vào rương đi mọi người. Đá thì mình sẽ lấy thêm một ít nha. Có gì mình vào Nether ấy. Mình cần đặt lóc cái kiểu. Đây, bây giờ chúng ta sẽ thắp cái cổng này lên. Rồi, dùng... đây, mình sẽ không... Trời ơi, cái kiếm này xịn hơn mọi người ạ. 57 sức tấn công. Trời ơi, ngon ngon ngon. Bật lửa đó rồi, bật lên. Rồi, khoan, Lucky ở đây đi. Địa ngục nguy hiểm lắm. Mày lại rơi xuống lava thì tao cứu không kịp đâu á. Đây, chúng ta đã làm tiến trình vào địa ngục rồi. Rồi, bây giờ chúng ta kiếm ngọc Ender nha mọi người. Đây, xung quanh này có ma heo không ta? Để coi nha. Cái vùng ba sát này thì chắc chắn nó không có ma heo đâu. Không có ma heo nào da dột mà nó ở cái khu vực dung nham nhiều như vậy đâu mọi người ạ. Chúng ta phải đi tìm cái nơi nào có nhiều ma heo mới được. Ok, mình đã trở lại rồi mọi người. Đằng sau mình rất là nhiều pitlin luôn. Ở phía trước mình có một con gát nhưng mà nãy giờ nó không bắn mình. Chắc là nó biết mình mạnh nên là nó không bắn ấy. Ê, nó kêu, uầy hôm nay ông gặp ông này mạnh vãi. Thôi, hôm nay quyết tâm không bắn ông. Mới câu ông lại cho một kiếm là coi như là đi luôn ấy. Rồi, mình sẽ đi qua bên chỗ Bitlin để mà trao đổi với Bitlin nha. Các bạn sẽ thấy một điều bất ngờ khi mình trao đổi với lại Bitlin. Đâu rồi, hello. Đây, 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 đây. Cho này. Để nha, để kỹ Bitlin nha. Mưa ngọc. Ôi vãi nồi luôn. Trời ơi nhìn kìa mọi người. Nhiều vãi. Ôi da. Mày. Rồi. Bây giờ cổng nhà mình xa quá. Bây giờ mình sẽ gọi là đặt cái cổng ở đây luôn. Ngọc thì đủ rồi mọi người ạ. Đúng rồi, chúng ta phải đi kìm cái gì ta? Quấy lửa. Quấy lửa đó mọi người ơi. Mình cần quấy lửa nữa. Không thôi là không đủ đâu. Rồi, chúng ta sẽ đi tìm Nether Fossil, không phải Fossil, Nether Fortress. Đấy, là lâu đài địa ngục ấy mọi người, chứ không phải là tàn tích ma heo. Chúng ta cần phải có lâu đài địa ngục để có quay lửa. Ok, mình đã lên được lâu đài rồi mọi người. Và các bạn thấy xung quanh mình rất là nhiều bộ xương màu đen đúng không? Đây, bây giờ các bạn đánh khô héo thì các bạn không cần mệt mỏi gì đâu mọi người ạ. Đây. Đó,
có đầu với bạn. Đã có đầu các bạn nha. Đó, easy không? Quá easy luôn đúng không? Một con là một cái đầu, không nói nhiều. Đây, lại nè. Cho tụi này nó bắn mình luôn. Bắn đi. Ôi my god. Trời ơi, đầu kìa mọi người. Ui, cả đống đầu luôn. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời. Rồi, bây giờ chúng ta cần quỷ lửa các bạn à. Ừ. Chính xác là phải cần quỷ lửa thôi, không có quỷ lửa là chết đấy. Cái bột kem dung nham này thì không cần. Hình như viết kia là cái chỗ quỷ lửa thì phải á, mình phải qua được cái khu đó mọi người ơi. Đây, mình còn đá cuội nè. Tại vì cái rừng đỏ nó sát mình nên là mình đi cái chỗ rừng đỏ qua luôn, mình không cần bật lóc mọi người ơi. Ui. Các bạn biết tại sao mình rơi xuống lava không? Trời ơi, cái giày tốc độ linh hồn nó nhanh quá. Đây các bạn nhìn này, hồi là mình ăn táo vàng phù phép á, nhìn cái tốc độ linh hồn này. Ui. Trời ơi, như là The Flash vậy. Là chơi lại thôi. Ôi, cái này còn hơn là sinh tồn nớp luôn mọi người à. Sinh tồn đi rồi, đáng sợ vãi. Cái giáp cực kỳ mạnh luôn. Mạnh gấp đôi cái sinh tồn nớp đằng trước luôn mọi người à. Rồi các bạn nghe tiếng gì chưa? Bị lửa đó. Ta sắp lên gặp bị lửa rồi. Và chà. Không hiểu kiểu gì luôn. Rồi, chúng ta đã có full bị lửa rồi. Đây. Khó quá. Chứ tạo như nào đây? Khoan, mình sẽ bỏ cái sẻn đi. Rồi, sau đó mình sẽ bỏ ngọc vào. Ngọc vào. Rồi, bây giờ mình sẽ đặt cổng ra. Đây, 1, 2 2, 3 này. 1, 2, 3. Rồi, cho tụi mày bắn thoải mái. Trời ơi, tao có kháng lửa mà. Tụi mày làm gì vậy? Hả? Coi này mọi người. Ôi, cả đống thịt luôn. Bye bye. Trời ơi, cái gì vậy trời? 4000 quay lửa à. Rồi, mình đã đi ra ngoài. Quất rồi mọi người. Bây giờ là chúng ta sẽ dùng cái mắt Ender này phóng lên trời. Ủa đâu rồi? Cái cổng ở dưới đất luôn mọi người à. Trời ơi, cực xịn mọi người ơi. Một ngọc thôi là chúng ta có thể đi vào hang rồng rồi. Trời ơi, mở sẵn cho mình luôn. Lucky ơi, sorry mày, Lucky à. Đây là tọa độ khá là xa mọi người. Xa ơi là xa luôn, Lucky chắc là không tới được. Nên mọi người thông cảm cho mình nha. Bây giờ mình chỉ các bạn giết rồng này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào. Đây, giết rồng cực nhanh nha mọi người. Đó, các bạn thấy xung quanh mình là một cái chỗ rồng bình thường đúng không? Mấy cái trụ thì bình thường. Ai các bạn thấy mấy cái trụ này không? Bây giờ các bạn không cần phải gọi là trở thành xạ thủ chuyên nghiệp để bắn mấy cục này. Các bạn chỉ cần là mấy cục này nó nổ hết luôn. Ghê quá mọi người. Rồi, còn về tiêu diệt con rồng, các bạn chỉ cần cầm cái kèn này lên và nó sẽ triệu hồi một cái dương khổng lồ. Oh my god. Và nó sẽ bùm. Xịn đúng không mọi người? Ôi, mình rất là thích cái đao tao bắt này cực kỳ luôn. Nhất là cái giường á mọi người, đá vãi nồi luôn. Đó, trứng rồng đã thuộc về bạn. Nhưng mà kinh nghiệm thì không, đâu cần phải lấy kinh nghiệm. Đấy, các bạn giết rồng một cách dễ dàng là được. Đó, chỉ cần cái kèn là thôi nha mọi người. Kèn này thì các bạn dùng cần câu cá nha. Đó, các bạn sẽ thổi được cái giường khổng lồ. Triệu hồi cái giường khổng lồ và tiêu diệt rồng. Đấy, Lucky thì nó không xem được, thấy tội đó quá. Chắc là để lần sau thôi mọi người. Lucky thì nó đi theo mình hoài nên là các bạn yên tâm đi. Lần sau này nó sẽ thấy cách giết rồng này của mình thôi. Các bạn thấy video này như thế nào? Nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên cho mình một like cũng như comment phía dưới là fan gáp nha. Còn bây giờ thì bye bye. Chúc các bạn mùng 2 Tết vui vẻ bên gia đình. Bye bye.
anh không trông.